phát hiện cái bệnh xương khớp của tôi là lúc tôi khoảng 20 mấy 30 tuổi, ngồi hoặc làm nặng đồ nhiều á thì nó đau, nhưng mà cái lúc cái tuổi trẻ á, thì tôi lướt được, nhưng mà đến năm 42 43 gì đó thì tôi thấy tôi đau càng nhiều hơn, nhất là cái khớp gối, ngồi xuống đứng dậy vận động cảm giác nó rất là đau luôn. Cái ban đêm không biết nằm xuống làm sao mà nó mỏi, cái thắt lưng gì mà mỏi, đến khi mà mê man mỏi mệt ngủ được rồi, cái tới sáng bắt đầu là sợ tiếp, bước xuống giường không được, cứng khớp gối, cứng khớp lưng, rồi có lúc thật sự là tôi nghĩ quẩn luôn đó, tôi cũng không muốn sống nữa, sao mà đã đau kiểu này không chịu được. Tôi thấy trên TV quảng cáo sản phẩm về Z trúng bệnh mình quá. Tôi mua một lọ đầu tiên, tôi dùng thử, tôi thấy cơ thể nó nhẹ lại. Tiếp tục tôi dùng thêm một lọ nữa, tôi thấy mỗi một ngày xương khớp nè, thứ nhất là ít kêu lợp cộp, cái thứ hai những cái động tác tôi ngồi xuống tôi đứng dậy tôi thấy nhẹ nhàng nè, người tôi nó yêu đời hơn, vui vẻ hơn, tôi thoải mái, tôi đi thể dục, tôi vô phòng gym nè. Jazz thế mới đã đồng hành cùng hàng triệu khách hàng giảm đau nhức xương khớp, vận động dễ dàng. Mua Jazz tại hơn 25.000 nhà thuốc trên toàn quốc hoặc website Ecurin hoặc Tiki.